Sau một thời gian dài o ép, kích động người dân chống đối lại chính quyền, đòi chiếm dụng đất quốc phòng, đỉnh điểm là từ các ngày mùng 3 tháng 1 đến mùng 6 tháng 1, khi đoạn đường sân bay Miếu Môn được lực lượng quân đội xây dựng đến khu vực xã Đồng Tâm, Lê Đình Công và các đối tượng trong tổ Đồng Thuận đã tìm mọi cách ngăn cản. Chúng lập lều bạt tại khu vực đất Đồng Xanh, bắc loa chửi bới cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ, đồng thời huy động người già, phụ nữ rải chiếu nằm giữa đường quốc lộ để thu hút sự quan tâm của dư luận. Trước sự quá khích của số đối tượng gây bức xúc trong dư luận và quần chúng nhân dân, thì đêm ngày 8, rạng ngày 9 tháng 1, Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành bắt giữ các đối tượng quá khích tại Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội. Trong đó, nhiều cái tên quen thuộc như Lê Đình Kình, Lê Đình Công, Nguyễn Viết Tuyển, Bùi Viết Hiểu. Đây là các đối tượng cầm đầu, kích động gây rối tại Đồng Tâm thời gian vừa qua với nhiều hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng như tạm giữ trái phép cán bộ công an làm nhiệm vụ, ngăn cản, đe dọa tính mạng của các chiến sĩ quân đội xây dựng tường rào xung quanh sân bay Miếu Môn. Mặc dù các lực lượng chức năng đã nhiều lần đối thoại, vận động, song với bản chất ngoan cố, đám đối tượng này không hề hối cải mà tiếp tục có nhiều hành vi coi thường pháp luật. Với việc bắt giữ số đối tượng quá khích trên đã giúp cho những người dân chân chính tại Đồng Tâm chuẩn bị đón một cái Tết bình yên sau một thời gian dài bị o ép từ gia đình ông Kình và tổ Đồng Thuận. Hoan hô chính quyền Hà Nội đã mạnh mẽ để giải quyết dứt điểm vấn đề, lập lại trật tự ở thủ đô. Đây cũng là bài học thích đáng cho những kẻ luôn coi thường pháp luật, thách thức chính quyền, xâm phạm lợi ích của nhà nước và nhân dân.